Hi, chào mừng các bạn đã đến với Đức Hà Vlog Review. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm đến từ Lazada nha mọi người. Đây là sản phẩm đến từ Lazada đây mọi người. Mình sẽ cho mọi người xem cái tên sản phẩm này. Đây mọi người, giá siêu rẻ đây mọi người. Đây về mọi nè, đế đinh nè, màu nâu nha mọi người. Số tiền thu hộ 113.000 nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành khui sản phẩm này ra cho mọi người xem nha. Rồi, mình sẽ khui sản phẩm này ra cho mọi người xem thử sản phẩm nó như thế nào nha. Chất lượng sản phẩm như thế nào nha. Coi thử sản phẩm của đôi giày này như thế nào. Có chất lượng hay không? Đây, được gói rất kỹ nha. Đây, không có gì. Còn đây là một cái hóa đơn. Phiếu đổi trả. Đây, đây là sản phẩm của chúng ta đây mọi người. Đóng gói thì rất đơn giản nha. Quá đơn giản luôn. Đây, đế đinh luôn nha mọi người. Đây. Giày này thích hợp cho chúng ta đi làm việc công sở, những ai làm việc công sở rồi nha. Đây. Đây là đôi giày của chúng ta nha mọi người. Đây. Đây mọi người. Nhìn bề ngoài thì tổng quan giày này rất đẹp nha. Rất đẹp nha. Cái này giả da nha mọi người. Da này cũng chắc nha. Cái này là đây là giả da nha. Chứ không phải da thiệt đâu nha mọi người. Bữa trước mình có giới thiệu một sản phẩm mà có 75k. Bữa nay mình thấy đôi giày này có đế đinh nè. Nên mình mua về review thử cho mọi người xem nha. Đây mọi người. Rất đẹp nha. Giày này thích hợp cho chúng ta nè, đi chơi, đi đám cưới, đi tiệc gì cũng đẹp nha. Giày này rất ok. Mình nghĩ là cái da này là nó mịn lắm, được đẹp. Gia công sản phẩm này mình thấy rất ok nha, rất đẹp nha. Vì đây là sản phẩm giá rẻ nên mình cũng không đòi hỏi gì về chất lượng cao hay là tỉ mỉ hay sao ấy. Như những cái này là hoàn thiện là ok này. Đây, cái đế này đinh là chống trơn trượt nha mọi người. Giúp chúng ta chống trơn trượt nha. Giày này hơi nhỏ so với mình nha. Nếu các bạn thấy video này hay cho mình một like đăng ký kênh nhé. Mình thì cảm quan của mình á, trực diện cảm quan của mình thì mình thấy sản phẩm này rất ok so với tầm giá nha. Giày này đi đám đi tiệc là ok lắm. Xong rồi nó có miếng lót ngoài dính dán luôn rồi, đẹp lắm mọi người. Đây cho mọi người xem nè, đẹp lắm. Với đôi giày này 100 mấy ngàn thì quá rẻ, mình thấy ngoài tiệm thì nó hơi đắt á. Đây cái này nó bị dính tí tí này, mình để chắc mình lấy xi mình đánh thì nó sạch không, nó bị dính tí, nó bẩn tí thôi. Rồi mình thấy đôi giày này quá ok rồi. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nha. Link mua hàng mình sẽ để dưới phần mô tả video nha. Mọi người hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực cho những video mới nhất hay nhất để phục vụ mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào.